Rồi chào tất cả anh em nha. Đây là mình đang soạn số đồ giao cho anh em nè. Đây là cái áo này nè. Đúng hàng Malay. Nước bóng bao đẹp. Bao bung chóc cho anh em nha. Này có về được mấy cái gấp da Z zin nữa nè anh em, hàng chưa xài nha, số lượng có hạn. Cũng chuẩn bị soạn giao bên đây. Đó. Chung là đồ bên mình, đồ chính hãng gì đồ mới cũng nhiều lắm nha anh em cần là có nha. Bây giờ mình sẽ qua đồ gym nha anh em. Thì đồ gym hôm nay mình cũng như thường lệ nha anh em, mình về một số đồ mới có là đồ tồn kho anh em, với đồ gym theo xe có nè. Trước mặt anh em là đây là nguyên cái chấn ba với phục gym theo xe đó, gớt xe đây 99 nha anh em. Nè hai cái dấu chấm còn nè, mấy cái bát, bát móc dây dầu. Đây đây là cái bát móc công tơ mét, để mình nhúng cho anh em xem nè. Đó. Bao im bao nhẹ cho anh em nha. Khớp phục KGB. Nè, zin KGB nước sơn zin nha anh em. Quay cho anh em xem hai ngóc dưới nè, còn dấu vàng luôn nè. Đó. Đây cũng vậy nè. Được hàng đẹp nha anh em. Đây, nước sơn, sơn zin. Đó, rất là đẹp nghe nè. Đó. Bên đây hơi nhầm chút xíu mà lên xe gym nhìn là ok nghe nè. Bao nhúng cho anh em nha. Chúng ba nước sân gym để chỉ luôn. Số đồ còn đầy đủ nè anh em, chỉ chạy đồ tá lả luôn. Đó, lăng quăng chỉ rồi, số nè. Mới háo lần đầu nghe anh em. Nè. Ốc thì số 7 luôn. Đây găng cỏ đồ là y nguyên hết, không có lệch găng nào nghe nè. Rồi anh em mua phục bán phục nghe, mua chấn ba bán chấn ba nghe anh em, bán lẻ cho anh em luôn. Anh em thích món nào thì mình bán món đó, dù anh em hư chấn ba, anh em bị lệch hay gì đó mình mua chấn ba thôi. Chấn ba mới giờ đi vô không chuẩn nghe nè. Đây là mấy bình nhớt gớt xe nha anh em, có cái lên mở gà rất là đẹp đó nè, hai ba bình luôn. Bóng nhớt thì ra băng đó. Lên mở gà khó lắm, đúng của nó là nắp nhớt cứ ngắt nghe nè, về chạy nó không có bị văng nữa nha. Đó, nắp nhớt zin, bóng nhớt ra băng. Hai cái này thì nó không lên bằng cái này, có cái này lên mở gà nhiều lắm nè nè. Anh em nào muốn xe giữ giữ vô mở gà lấy cái này, bán nguyên cái nha nè, cái đũa hắn đó, màu chì nha xem anh em, súng màu chì, găng cỏ còn nguyên thủy nha. Ống tiêu, ống tiêu zin 99, xíu mình sẽ test luôn nha anh em, cuối clip và mình vô xe mình test nha. Nè, vui vệ sinh gì luôn nha, món hàng zin nè anh em nhìn nè, thích dịch nè nha. Đây, nước sơn ngoài đây nè, nước sơn của nó còn luôn nha anh em, rất là bóng. Rồi quay kỹ cho nè, nhà đầu gù chưa có cắt chưa làm gì nha anh em, chung là tiêu nguyên thủy nha. Hồi cuối clip mình sẽ test lên xe nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ quay tiếp. Đây cái vỏ lon zin lên màu vàng mỡ gà luôn nha anh em, cho anh em là vô xe bô gam xe cạp mình vô cái vỏ lon này rất là đẹp, theo 5 tháng nó mới xuống được màu này nha anh em. Đó, còn cái vỏ lon mới thì nó màu trắng chạch nè. Qua đây. Đây vỏ lon mới này. Hai cái màu nó khác nhau hoàn toàn nha anh em. Đó. Một cái vàng mỡ gà với một cái vỏ lon mới. Đó. Cái này giá trị nó rất là cao nha anh em. Vô cái xe là thấy xe cọp liền. Cái mới thì xài thời gian nó tóc chứ cái này không có tóc nha anh em. Cái này là theo 5 tháng nó dính khắc luôn, hàng tồn kho. Rồi, bao đẹp. Đây mình có cái báo xăng đời 2000, hàng tồn kho luôn nha anh em. Mũ nhúm cao nè, đời 2000 hàng tồn kho. Chưa sử dụng. Bao chuẩn. Chụp kiến đồng hồ 202, hàng tồn kho chưa xài.
bao đẹp nha anh em, bóng đồ còn đúng riêng của nó nha. Đó, 2 lát 2 nè. Tiếp Buzi B9 Bugi B8 à, một hộp B8 và B9 anh em ơi. Hàng này mình về là đúng hàng Malay anh em, made in Malay luôn. Đây, đây made in Malaysia B9. Đó, anh em thấy cái màu quá đẹp không? B9 ngọc cải B9. Đây, đúng hàng made in Malay. Bao mạnh lửa cho anh em nha. Đi là lửa lên ngọt ngào, không bị hập, đốt hết nhất. Hàng này giờ không còn nhiêu cái nha nè. Đây B8 nè, đúng cái hộp tồn luôn. Made in Malay, Malaysia nghe nè. Cái đầu nó màu rất là đẹp. Anh em nào cần B8 thì mình lấy B8, cần B9 thì mình lấy B9 nha. À, đúng hàng Malay. Đây, cái này mới VIP nè anh em. Đồng hồ 99 tồn kho chưa sử dụng. Made in Malay. Cái hộp đúng tồn nha nè. Sáu comment. Cái đá này nè. Từng con ốc. À, miếng tem đồng hồ chưa tháo ra nghe nè. Tháo ra nó sẽ bị vỡ nha, tại miếng tem này dán theo 5 tháng nha, nó vàng luôn nè. À, nghe đây nè. Tháo ra nó sẽ bị đứt. Đó. Từng dấu chấm sơn luôn nha anh em. Đúng hàng tồn chưa sử dụng. Cái này là bao xài nha nè, lâu lâu mới có được cái anh em, lâu vậy lắm. Tôi là giờ muốn tiệt chủng. Cặp cầm 99 yên à, còn dính ve luôn nha nè. Vậy kéo nghe nè, đó rút nè, hoạt động bình thường nha nè, còn nhẹ nha. Nè, y tế và ban ngành đoàn thể trong các chiến dịch vệ sinh môi trường chữ bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi. Ừ, chữ đẹp. Đến ngay cơ sở y tế khi có các triệu chứng nghi. Trong đây còn đẹp long lanh luôn nè. Cái đát bên trong này nè. Đó. Đát chữ còn nha nè. Có gì e đồ đầy đủ hết luôn. Về anh em chỉ gắn vô thôi. Bao hoạt động bình thường nha nè. Vừa đạp, vừa đạp zin, vừa lắc ít nha nè. Coi xăng zin, coi xăng này còn cái củ dê luôn nha nè, zin luôn nha. Hàng gớt xe đó, còn dẻo dẻo à, đó. Này là cái bát chìm dây dầu ở tên trắng ba nghe nè. Đây là cái chụp chiến cổ nghe nè. Lò xo đạp hàng zin. Đây cái bát móc số nè, nên là bát móc số hay nặng thì vô cái này, móc số chuẩn lắm nghe nè. Báo số zin, hàng gớt xe, pin sườn gớt xe, cặp cốt đùm trước đùm sau gớt xe. Rồi, hàng còn rất là đẹp, đầu nhọn nghe nè, cùi dầu tên gớt xe nè, hàng nhẹ, bao nhẹ nghe nè, nhấn nhún nhảy ổn định hết nha, chân tắm ly, còn ốc 7B luôn.
Rồi, giờ mình sẽ qua test cống tiêu nghe nè. Giờ trước khi test mình sẽ cho anh em nghe một đoạn. Tiêu mới với tiêu gin là hai cái chất liệu nó khác nhau nha anh em. Ống tiêu gin chất liệu nó bằng thép giữ nên nó cho ra cái tiếng rất là hay. Với từng cái đường hàng của nó cũng khác nhau nha anh em. Đây là ống tiêu đầu gù giả gin nè. Ngắn hơn, chất liệu nó mỏng manh hơn. Cái đường hàng giữa hầu như không có luôn. Không có như này luôn. Cái phân khúc kích cỡ của nó cũng khác nhau nha nè, từ đây tới đây nè, từ đây tới đây nè, độ dài ngắn nó cũng khác nhau nè ha, thành ra nó cho ra cái tiếng rất là khác. Anh em cần món nào cứ liên hệ mình nghe, anh em báo giá cho anh em. Đi đồ về nhiều quá không có nhớ giá nổi anh em ơi. Con này thì mùi nhớt, nhớt máy nè. Máy. Hàng nhớt máy đi Sibo da Z là ok nghe anh em, bốn thì. Anh em nào đi hẹp hay là mấy Winner rồi đó. Bagio đi dòng này vẫn được nghe anh em. Con này mình đi chắc hay thì thường đi nhớt đen này bao thơm. Nếu mà đi muốn thơm nhiều thì tự mùi. Chắc thái có luôn nghe nè. Tiếng nó rất là lực nha anh em, lên là nó qué nó lùa ra rất là hay. Tiếng nó rất là chắc. Anh em nghe lại hai cái tiếng em phân biệt được nè. Nó ra cho ra rất là chắc nha, lên là có qué liền. Đây, thì mình sẽ lên đồ cho anh em vào mai 21 thì mình dẫn mình lên tiếp nha anh em. Thì anh em là cần cái món nào cứ luôn liên hệ mình nha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã tin tưởng ủng hộ rất nhiều nha. Rồi, chậm nha. Lắp các thuốc tây bằng xi măng, sửa chữa các nắng bị mỏng.